Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 552, tỉnh ủy sẽ trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng cho 232 đảng viên nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023. Theo đó, tỉnh ủy trao tặng huy hiệu đảng cho 227 đảng viên, gồm 2 đảng viên 75 tuổi đảng thuộc Đảng Bộ Thành phố Lào Cai và Thị xã Sapa, một đảng viên 70 năm tuổi đảng, một đảng viên 65 năm tuổi đảng, 13 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 38 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 21 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, còn lại là các đảng viên 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Tỉnh ủy cũng truy tặng huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên 55 năm tuổi Đảng thuộc các Đảng bộ thành phố Lào Cai, huyện Mường Khương, Bảo Thắng, truy tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho một đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Bảo Thắng việc trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng là sự ghi nhận của đảng với những đóng góp công hiến công sức trí tuệ của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của đảng